hãy so sánh phân số 4 phần 7 với phân số 5 phần 7. Và điều mình muốn bạn làm bây giờ là hãy tạm dừng clip và nghĩ xem trong những phân số này đâu là phân số lớn hơn. Giả sử là bạn đã thử làm bài này và một điều bạn có thể phát hiện ra đó là chúng đều có phần bên dưới giống nhau, cái mà chúng ta gọi là mẫu số. Chúng đều có mẫu số bằng 7. Đây là 4 phần 7. Còn đây là 5 phần 7. Chúng ta có thể viết lại 4 phần 7 bằng 4 nhân với 1 phần 7. Và 5 phần 7 bằng 5 bằng 5 nhân với 1 phần 7. Vậy nếu giờ mình có 4 của cái gì đó so với 5 của cái gì đó thì phần nào sẽ có số lượng lớn hơn? Rõ ràng 5 phần của 1 phần 7 sẽ lớn hơn, bởi thế 4 phần 7 sẽ nhỏ hơn, 5 phần 7 sẽ lớn hơn. Và điều ta có thể làm là viết một dấu nhỏ hơn ở đây. Cách mà để mình nhớ nhỏ hơn và lớn hơn là hãy chấm một dấu. Viết nhỏ hơn của dấu luôn ở cùng bên với số nhỏ hơn. Ta có thể đọc là 4 phần 7 nhỏ hơn 5 phần 7, hoặc 4 lần 1 phần 7 nhỏ hơn 5 lần 1 phần 7. Bây giờ hãy làm ví dụ khác, nhưng thay vì có cùng mẫu số, hãy thử với phân số có cùng tử số. Chúng ta sẽ so sánh 3 phần 4 với 3 phần 9. 3 phần 9. Phân số nào sẽ lớn hơn? Và một lần nữa dừng video lại và thử tự suy nghĩ về đáp án của bài này. Vậy như đã đề cập, ta không có cùng mẫu số ở đây. Ta có các con số nằm trên giống nhau. Ở đây có các mẫu số bằng nhau. Ở đây ta sẽ có các tử số bằng nhau. Ta có 3 ở ngay đây. Và ta có thể cho rằng 3 phần 4 là bằng 3 nhân 1 phần 4. Và ta cũng có thể thấy 3 phần 9 là 3 nhân với 1 phần 9. Bây giờ ta có 3 phần 4 và 3 phần 9. Vậy ta chỉ cần giải cái nào lớn hơn, 1 phần 4 hay 1 phần 9? Tốt, và hãy nghĩ về nếu bạn bắt đầu với một hình chữ nhật nguyên vẹn như thế này. Một hình chữ nhật. Và một hình chữ nhật khác ở kia. Hai hình bằng nhau. 1 phần 4 nghĩa là lấy cả hình chữ nhật và chia nó ra là 4 phần. Trong khi 1 phần 9 là lấy cả hình chia cho 9. Mình có thể nói là 9 phần bằng nhau. Ta chia hình này thành 4 phần bằng nhau. Mình đang cố gắng nhất có thể để vẽ 4 phần bằng nhau bằng tay. Là 2 phần bằng nhau. Và rồi nhìn khá là giống 4 phần bằng nhau. Bởi thế phần ở đây bằng 1 phần 4. Và mình sẽ vẽ 1 phần 9 ở đây. Hãy thử chia nó làm 3 phần bằng nhau trước. Nó sẽ là cái thứ 3. Và sau đó chia mỗi phần đó thành 3 phần bằng nhau. Đây là nỗ lực nhất của mình để vẽ hình này. Vẽ bằng tay 9 phần bằng nhau. Chia cả hình thành 9 phần bằng nhau. Vì khi bạn nhìn vào đây là bạn có thể nhận ra rằng nếu bạn chia cái gì đó thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần sẽ lớn hơn nếu bạn chia nó thành 9 phần bằng nhau. 1 phần 9 nhỏ hơn 1 phần 4. 1 phần 9 nhỏ hơn 1 phần 4. Vậy 3 phần 9 sẽ nhỏ hơn 3 phần 4. Một lần nữa, khi bạn muốn so sánh lớn hơn hoặc nhỏ hơn, bạn nên đặt dấu chấm. Bên nhỏ hơn của cái dấu sẽ cùng phía với số nhỏ hơn. Nó sẽ trông như thế này. Đây là dấu lớn hơn. Bởi vì cái mà bạn có ở bên trái là số lớn hơn, 3 phần 4 lớn hơn 3 phần 9. Và nếu bạn muốn biểu diễn không chỉ 1 phần 4 và 1 phần 9, chúng ta có thể tô màu lên. 3 nhân 1 phần 4 đó là 1, 2, 3. Trong khi 3 lần 1 phần 9 là 3 phần 9 là 1, 2, 3. Khi bạn nhìn vào vấn đề theo cách này, kết quả khá là rõ ràng. Nhưng điều quan trọng là nhận ra khi mẫu số lớn hơn, nghĩa là bạn đang chia cả phần thành nhiều phần nhỏ hơn. Vì thế mỗi phần sẽ lại nhỏ hơn. Cho nên mẫu số lớn hơn sẽ làm phân số nhỏ hơn, còn tử số lớn hơn sẽ làm phân số lớn hơn.